Tôi lấy cái rìu ra và đưa cho sư phụ. Tôi nói, nhưng thưa sư phụ, con phải bảo vệ chứ. Ngài bảo, ta sẽ ban cho con một pháp bí mật mà con có thể dùng để bảo vệ. Tôi nghĩ, thật tuyệt vời. Ngay từ ngày đầu tiên, trước khi chúng tôi bắt đầu ở tu viện Kim Luân tại thành phố Los Angeles, Hòa Thượng Tuyên Hóa đã nói với Marty, được rồi, với tư cách là một hộ pháp, con không được dùng tay đấm hay tung cước đá bằng chân gì cả, con cũng không được sử dụng võ thuật của mình. Marty thì có đai đen về môn Thái Cực Đạo, ngài nói, hễ con mà tung cú đấm đầu tiên hoặc cú đá đầu tiên, thì con không còn là đệ tử của ta nữa. Marty đã thực sự cân nhắc, suy nghĩ về việc đem theo cái rìu nhỏ. Không, tôi có đem, và anh ấy đã có một cái rìu. Tôi có một cái búa trong túi sách. Khi chúng tôi lên kế hoạch hành hương này, chúng tôi đang ở trong tu viện, phía đằng sau. Tôi vẫn là một cư sĩ. Còn anh ấy, thầy hằng thực, đã xuất gia. Vì vậy, ý tưởng của tôi về chuyến hành hương này, như quý vị biết đấy, là một cái gì đó khác thường, sống trong hoang dã, quay trở về với thiên nhiên. Vì thế, tôi đi và mua những thứ đồ, những cái túi ngủ rất tốt, bộ đồ nấu ăn bằng hợp kim titanium mới nhất với bếp lò và tất cả mọi thứ đồ đạc khác. Tôi đem những thứ đó vào chùa và chúng tôi ở trong phòng phía sau đang lập kế hoạch cho chuyến đi. Thầy Hằng thật nói, ôi, có vẻ tốt đấy, thật tuyệt, chúng tốt lắm. Và rồi Hòa Thượng Tuyên Hóa bước vào, nhìn chúng tôi hỏi, con đang làm gì vậy? Dạ, chúng con đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành hương. Ngài nói, không, con chỉ nên đem theo thứ gì mà không ai muốn, đừng đem bất cứ thứ gì mà người ta sẽ để mắt đến. Ồ, đúng thế, đúng thế. Thật ra thì chúng tôi đã không nghe lời, chúng tôi đã đem theo tất cả những thứ tuyệt vời kia. Tôi nhớ thì trong vòng tuần thứ tư của cuộc hành hương, tất cả đồ đạc đó đã biến mất. Tất cả những đồ tốt chúng tôi đem theo đều hoàn toàn bị đánh cắp hết. Đó là một lời chỉ dạy mà chúng tôi đã không nghe theo và phải trả một giá rất lớn. Tuy nhiên, có một lời chỉ dạy khác mà tôi đã suy nghĩ như thế này. Thầy Hằng Thực, như quý vị biết, là một vị sư thánh thiện sẽ phát lời nguyện này, và tôi, Quả Đình, sẽ là một hộ pháp của anh ta. Tôi sẽ sử dụng võ thuật của mình để cứu giúp anh ta thoát khỏi những tên côn đồ gây chuyện, như chuyện Ngài Huyền Trang, Tam Tạng và Tề Thiên. Sau đó tôi lại suy nghĩ, quý vị biết tôi có võ thuật, nhưng tôi cũng nên có thêm vũ khí. Và thế là trong tu viện có một cái rìu nhỏ xinh xắn. Tôi nghĩ chỉ đem theo phòng hờ khi cần thiết, bởi vì nếu tôi chỉ cầm rìu thì sẽ hăm dọa được các thiên thần địa ngục tránh xa, đúng không? Và thế là chúng tôi sẵn sàng ra khỏi cửa. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, à, con đi đâu vậy? Con đang định... Không, Ngài nói, đưa cho ta cái rìu. Tôi nói, cái rìu nào? Hòa Thượng nói, con biết cái rìu nào mà. Nhưng mà... Không, con không thể đi. Tôi bèn lấy cái rìu ra và đưa cho sư phụ. Tôi nói, nhưng thưa sư phụ, con phải bảo vệ chứ. Hòa Thượng bảo, ta sẽ ban cho con một pháp bí mật mà con có thể sử dụng để bảo vệ. Tôi nghĩ, ồ, thật tuyệt. Đây là võ thuật cung phu giống như trong phim rồi. Bây giờ nhân vật châu chấu xuất hiện, ta sẽ truyền cho con bí quyết. Tôi nghĩ đây là đoạn phim cổ điển nổi tiếng trong phim
là vị võ sư Trung Hoa cổ điển sẽ truyền cho tôi tuyệt chiêu thiết quyền công hay môn nhất chỉ công gì đó. Hòa thượng nói, pháp đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tôi suy nghĩ, ô, đây quả thật là một cách diễn đạt cho thế võ rất khéo léo, cũng như thế hoa sen vậy. Và tôi nói, sư phụ, chúng là gì vậy? Sư phụ trả lời, từ bi, hỷ, xả. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng, lúc đó thầy Hằng Thật dịch lại. Tôi nói, anh biết không, có thể anh đã dịch sai cái gì rồi đó. Cái này là trưởng hay quyền gì đó, nhưng lại là từ bi, hỷ, xả. Hòa thượng nói, nếu con sử dụng được môn tứ vô lượng tâm này, con sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm và sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu con không dùng những thứ đó, ta không thể đảm bảo cho con. Và sau đó ngài nói tiếp, ở thành phố Los Angeles, khi chúng tôi chuẩn bị đi ra khỏi cửa cho ngày đầu tiên, sư phụ nói, hễ con mà tung nắm đấm đầu tiên, hoặc cú đá đầu tiên, hoặc chân đạp đầu tiên, thì con không là đệ tử của ta nữa. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng không được sử dụng những thứ ấy. Ngoài ra, nếu con có thể sử dụng được bốn thứ khí cụ uy lực mà ta ban cho con, thì không ai có thể đụng vào con. Và tất nhiên lúc ấy, tôi có thể thấy Marty như muốn nói, không, không. Sau đó sư phụ quay sang phía tôi và nói, ngài nói, trong chuyến đi lần này, con sẽ không đạt được giác ngộ gì cả, nhưng những gì con viết có thể tạo ra sức ảnh hưởng khiến tất cả mọi chúng sanh đều được phát bồ đề tâm, phát bồ đề tâm. Và dĩ nhiên là tôi không nghe rõ phần thứ hai của câu này. Tất cả những gì tôi nghe được là con sẽ không được giác ngộ trong chuyến đi này. Tôi như là sốc. Sư phụ đã nói gì vậy? Sư phụ trả lời, con phải viết. Ngài bảo, bất cứ ngày nào, nếu con không mặc quần áo, điều đó không quan trọng. Nếu con không viết, thì đó mới là điều quan trọng. Con phải viết mỗi ngày. Một ngày nào, con không ăn, điều đó cũng không quan trọng. Nhưng con phải viết mỗi ngày, con có hiểu không? Tôi ngập ngừng, dạ rồi, thưa sư phụ. Bây giờ con đang bảo vệ quả chân, hằng thật, trong cuộc hành hương tam bộ nhất bái này. Đây chính là đang bảo vệ Phật Pháp. Con đừng ngại gian khổ. Con có thấy người ta đang quên mình vì Phật Pháp không? Cứ ba bước, một lạy, khi gió thổi cũng lạy, khi trời mưa cũng lạy, khi trời nóng cũng lạy, khi trời lạnh cũng lạy. Có một lần ở thành phố Bixua, ở một khu biệt lập vắng vẻ của Bixua, gần ngọn hải đăng, có một anh chàng lái chiếc xe Jeep bỗng chạy vụt lên. Loại xe Jeep mui trần và hắn ta, công việc của tôi là không được nhìn xung quanh, ok? Tôi chỉ việc lo lễ lại. Và rồi hắn bước đến gần, tôi nghe tiếng cười điên cuồng, ha 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 ha. Và rồi anh ta lấy khẩu súng chĩa vào đầu tôi. Từ phía sau, anh ta vẫn đang đứng trên chiếc xe Jeep, và Marty bước lên phía trước. Chào anh khỏe không? Chúng tôi là các nhà sư Phật giáo đang hành hương cho hòa bình thế giới từ thành phố Los Angeles đến thành phố Vạn Phật. Anh có muốn xem một tờ quảng cáo thông tin này không? Và rồi anh chàng này hạ cò súng, lái xe rời đi. Thật ra đó là một khẩu súng Colt 45. Điều này thì tôi biết rõ lắm. Anh ta nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Anh ta cầm khẩu súng như thế này, chỉ ngay vào tôi. Và tôi lại suy nghĩ, à, tứ vô lượng tâm, hãy thử xem sao. Và thật ra những gì tôi đã làm là tôi chắp tay lại và vái anh ta nửa lại, và vái anh ta nửa lại. Và anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, hạ cò súng, cất súng lại và lái xe đi. Đó, quý vị sẽ giải thích như thế nào về chuyện này? Không có ai chung quanh nơi đó cả.
Như quý vị biết, lúc đó thật quá dễ dàng để diệt gọn hai vị sư này khi họ lễ lại. Bầu trời ở bất cứ nơi nào họ lễ lại thì trời không đổ mưa. Đó là sự cảm ứng của Thiên Long Bát Bộ. Ha ha ha,